Tập đoàn Wagner dừng tuyển quân 1 tháng. Tập đoàn lính đánh thuê Wagner cho biết sẽ dừng nhiệm vụ tuyển quân trong 1 tháng. Hôm 2 tháng 7 trên Telegram, Tập đoàn lính đánh thuê Wagner cho biết quyết định dừng tuyển quân có liên quan đến việc nhóm chuyển đến Belarus sau thỏa thuận giữa Điện Kremlin và người sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin. Theo hãng tin độc lập của Nga Novaya Gazeta, tính đến ngày 30 tháng 6, Wagner có ít nhất 21 trung tâm tuyển dụng tại 20 thành phố của Nga. Tổng thống Zelensky hôm 1 tháng 7 cho hay nhóm lính đánh thuê Wagner đã chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine và để mất ít nhất 21.000 tay súng trên chiến trường. Đồng thời, 80.000 tay súng của tổ chức bán quân sự này cũng đã bị thương. Tuần trước, thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin lệnh cho binh sĩ tổ chức một cuộc nổi loạn chống lại dưới lãnh đạo quân sự Nga. Quân Wagner tiến về thủ đô Moskva, chiếm quyền kiểm soát một trung tâm chỉ huy quân sự ở miền Nam Nga. Sau đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đứng ra làm trung gian chấm dứt cuộc khủng hoảng. Theo thỏa thuận do Tổng thống Lukashenko môi giới, chùm Yevgeny Prigozhin phải chuyển đến Belarus và các chiến binh của ông được lựa chọn đăng ký phục vụ quân đội, trở về với gia đình hoặc cũng có thể đến Belarus. Ông Lukashenko cho rằng Belarus sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu của Wagner. Hình ảnh vệ tinh hôm 30 tháng 6 cho thấy dường như Belarus đang xây doanh trại cho Wagner tại một căn cứ quân sự cũ bên ngoài Osipovichi, thị trấn Belarus cách biên giới Ukraine 230 km về phía Bắc. Lãnh đạo Belarus khẳng định không xây doanh trại cho Wagner, song sẽ cung cấp chỗ ở nếu họ muốn và đã đề xuất một căn cứ quân sự bỏ hoang. Belarus cũng không có ý định để Wagner mở trung tâm tuyển mộ ở nước này.